Đây, cái CT601 đẹp nhất cả nách. Ồ, lốc trắng tươi, xanh dần. Ồ, tôi xi còn trắng tươi ha. CT601 trong dòng Mitsu là nó bền nhất các bà con. Quá đẹp luôn. Quá trời đẹp. Con này là thuộc dạng trâu bò, nó cứng khủng khiếp. 6 số tới nha, 2 số về, 2 số xới. 3 poly, 3 gảnh luôn nè, nó ít xài nè. Nó có trong còn trắng ít xài thôi. Alo. Gửi gì vậy? Rồi ok. Rồi vậy là anh đây đẹp không con. CT601 bánh bự nha, bánh CT 600 triệu 12 luôn á nè. Cốt lục giác con nè, đây cốt lục giác luôn nè, thường con xanh này cốt lục giác quá đẹp, nó mát nhìn thấy ghiền không bà con. Rồi bà con nào có nhu cầu luôn nha, 0886357.